Tôi thăng tòa tôi thuyết pháp thì hai bên thế này ngồi cũng khoảng 500 người. Mà cái đàn tràng ở làm ở ngoài sân chùa lớn lắm. Mà từ cái cửa chùa mà ra ngoài cái sân chùa đó là cũng khoảng 200 thước. Làm cái đàn tràng lớn, làm cái pháp tòa thật cao. Rồi quý vị đó nó ngồi hai bên hết. Thì tôi đang giảng như vậy là hai bên họ vỗ tay, họ hoan hô. Tôi nói ủa, thế làm gì tối nay tôi giảng rồi hoan hô? Thì tôi dòm tôi thấy bên đây vỗ tay, bên đây vỗ tay, tôi mới ra dấu tôi nó thế thế này. Im không có nói gì. Tôi giảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Giảng xong rồi thì quý thầy cũng như quý Phật tử trong ban tổ chức đó mới mời tôi vô trong chùa ra ngoài sau nhà tổ đó để họ tạ lễ. Thì mấy cái hài nhi này họ nhập vô họ tạ lễ, họ không cho quý thầy tạ lễ. Nhập vô hết. Tôi mới ngồi tôi mới thấy cái chuyện cũng hơi đặc biệt. Tôi mới nói thôi quý thầy và quý cư sĩ ra ngoài một chút đi, để tôi nói chuyện với quý người này một chút. Tôi hỏi chứ cái đàn Bạc Độ Thai Nhi tổ chức hôm nay đây đó là tụi con về đây để nghe pháp đó là khoảng bao nhiêu người? Quý vị đó nói trên 5.000 đó sư phụ, trên 5.000 người. Tôi lắc đầu tôi hết biết rồi. Như vậy thì quý vị thấy cái người sống với cái người chết có gần nhau không? Rồi người ta nói chết rồi là hết, có hết không? Không hết. Chuyện gần nhất, chuyện này gần nhất là cách đây 4 hôm, một cái bà ở quận 8 bà ra bà nói với tôi thế này: thưa thầy, gia đình tôi, con cháu tôi từ hồi nhỏ tới lớn chưa bước chân vô tới cửa chùa lần nào. Bà xác nhận như vậy, chưa bước chân vô cổng chùa lần nào. Mà cháu ngoại tôi nó chết ở bên Mỹ đó, nó giận bố mẹ nó uống 20 viên thuốc ngủ, nó chết, nó 19 tuổi, Châu Thị Mỹ Linh. Bà nói tên đàng hoàng. Bà đưa cái hình cho tôi coi. Và 3 tuần lễ nay nó về nó kêu tôi đó, bà ngoại phải ra Vũng Tàu kiếm Hòa Thượng Giác Hạnh để cứu con. Mà thầy biết tôi đi Vũng Tàu, tôi bao xe từ Vũng Tàu tôi kiếm thầy tới bây giờ là 3 giờ chiều rồi mới mới được cái chùa. Bởi vì ở ngoài tôi mà nói chùa Hội Phước họ không biết, chùa Cây Dương chứ Cây Hội Phước họ không biết. Hỏi chùa Hội Phước thôi họ lắc đầu, chùa Cây Dương, bởi vì chùa có mấy cây dương. Rồi tôi làm chùa tôi sợ nó ngã, nó sập chùa tôi xin tôi đốn, mà bây giờ nó không có cây dương nào hết. Nhưng mà cái tiếng cây dương nó còn, cái dư âm của địa phương nó ta biết chùa Cây Dương. Thì tôi nói thôi, bây giờ chắc là thầy trò có cái duyên. Chứ còn gia đình bà không ai biết chùa biết Phật hết làm sao mà cháu bà nó biết. Thôi bà để cái hình ở đây, rồi tên họ nó tôi mới lấy cái hình nó tôi lấy với viết tôi ghi Châu Thị Mỹ Linh 19 tuổi chết ngày mấy tháng mấy đó, đại khái vậy. Tôi để tên họ đây rồi tối niệm Phật rồi tôi chú nguyện cho cháu vậy được rồi. Bà đi về. Chiều hôm qua đó bà ra bà đón tôi đi dự trai tăng tôi về, tôi thấy bà ngồi tôi mới kêu bà vô có chuyện gì nữa không. Bà nói đó, tôi ra tôi gặp thầy thì tôi điện về cho ba mẹ nó bên Mỹ là ai cũng mừng hết, như vậy là thầy cứu được nó, thầy độ được nó rồi, gia đình ai cũng mừng. Mà hồi tối này nó về nó nói đó, không phải đem cái tên ra bỏ đó mà phải đem tiền ra cúng dường. Cho nên bà lấy cái bao thơ bà bỏ vô tiền bà gửi ra cúng dường chứ để nó không chịu, nó không chịu. Chứ phải gặp vài ma vậy đó đỡ biết mấy. Câu chuyện tiếp theo nhiều chuyện lắm. Tức là một chuyến xe đò từ thành phố Hồ Chí Minh đi chùa Vạn Linh. Thì thầy trụ trì mới tổ chức cho Phật tử đi.
Nhưng mà bốn cái ghế đằng phía sau chiếc xe 50 chỗ đó còn trống. Ngồi mà còn trống lại bốn cái ghế đó. Thì qua cái phà Long Xuyên đó, thì có một người, họ mới đón xe họ ra, họ về Châu Đốc. Thì cái anh tài xế, anh nói xe này là xe bao, cho nên anh không có đón. Thầy trên xe, thầy trụ trì, thầy mới nói thôi ngừng đi chú, mình còn dư bốn cái ghế làm sao mình cho người ta đi cho có phước, chứ mình để làm chi nó trống. Thì bác tài mới ngừng xuống cho cái cô này lên. Thì tất cả 40 mấy người ở trên xe này thấy cái cô gái này mang cái ba lô ở trên vai lên xe, mà thầy trụ trì thấy là có cái đầu lâu, mang cái đầu lâu chứ không phải là cái ba lô, mà chỉ có mình thầy trụ trì thấy thôi. Còn tất cả 40 mấy người trên xe đó thấy cô gái này mang ba lô, thì trong cái ba lô đó chắc là quần áo tư trang gì đại khái vậy. Bây giờ ta hay xách ba lô lắm, ta mang ba lô lắm, mà cho ngồi cái ghế làm sao. Thầy trụ trì mới ra phía sau ngồi với thầy, thấy lạ quá, sao cái người này nó mang cái đầu lâu, cái đầu người ta mà cô gái, cái đầu cô gái mang ở trên lưng đó. Thầy mới tới thầy hỏi, thì cô này mới trả lời nhà ở đâu, cha mẹ tên gì, như thế nào, tức là cô kể hết cho thầy trụ trì nghe, mà chỉ thầy với cô đâu biết thôi, còn tất cả những người chung quanh không ai biết. Đi xuống Châu Đốc rồi lại Phật, rồi ở lại đó chơi một đêm. Rồi khi về thì thầy trụ trì mới nói tài xế, anh ghé cái nhà này, cái địa chỉ này. Cái địa chỉ đó là thầy trụ trì biết, mà cái cô gái đó thông tin, cho nên xe ngừng tới đó, bước vô thì cái nhà này là đạo Thiên Chúa. Thầy trụ trì mới hỏi, thưa anh chị, nhà anh chị có người con gái tên này không? Nói có, con gái tôi tên đó. Tôi cho báo cho anh chị biết là con của anh chị chết rồi. Thế là hai vợ chồng này chửi thầy trụ trì không còn gì hết. Nói ông tu hành, ăn nói hồ đồ. Con tôi đi đám cưới, làm gì nó chết. Thầy để cho hai người này nói hết rồi thầy mới nói, bây giờ anh chị điện xuống cái đám cưới đó thử xem. Thì gia đình mới bóc cái điện thoại điện xuống dưới đó, thì dưới đó nó chết rồi. Đi dọc đường bị tai nạn chết rồi, nó đâu có tới đám cưới. Bây giờ xác nó còn ở dưới này, anh chị mang xác nó về. Thì vợ chồng đạo Thiên Chúa này xuống mang xác cái cô này về, lên quy y với thầy trụ trì đó hết cả nhà. Nãy giờ nói chuyện ngoài đời không, giờ nói chuyện trong chùa. Là trường Phật học Đại Tòng Lâm khóa 3, có một tăng sinh đó là gia đình liệt sĩ, anh em đều làm lớn hết, mà chú muốn tu, chú học lớp 12 rồi chú muốn tu mà nhà không cho đi tu. Cho nên chú trốn xuống dưới chùa Hội Tôn ở dưới Bến Tre đó, chú xin với Hòa Thượng Tăng Sự của tỉnh Bến Tre đó, chú tu. Thế thì sau đó một năm chú xuất gia rồi, chú thọ giới sa di xong rồi chú mới gửi ra trường Tòng Lâm học. Thì tôi là giáo thọ dạy chú, thì cũng học được chưa được năm. Thì khi mà chú lên trên này đó, là chú làm y chỉ cho thầy Giải Quản. Mà thầy Giải Quản đó là cũng giáo thọ dạy trường Tòng Lâm, mà chùa của thầy là ở Long Thành, tức là gần Thường Chiếu đó, có một cái đường đi thẳng vô trong cái làng đó, cái chùa thầy từ ngoài quốc lộ 51 vô đó khoảng 4-5 cây số vậy đó. Tức là chỗ Thường Chiếu có cái đường thẳng vô. Thì hôm đó thầy Giải Quản mới về Quảng Ngãi lo tang lễ cho bà mẹ. Mà ở chùa thầy thì có cái lễ
chung thất cho một Phật tử. Thì cái thầy Sa Di này mới xin phép nhà trường và thêm hai tăng sinh nữa nghỉ học về để phụ lo cái đám chung thất cho Phật tử ở chùa mình, vì thầy đi Quảng Ngãi không có ở nhà. Thì Hòa Thượng Hiệu trưởng mới ký giấy cho ba chú này được nghỉ học về để mà lo lễ lộc ở chùa. Thì khi về chùa đó, thì ba chú này mới dẫn đi đến cái ao sen để hái sen về cúng Phật. Thì từ cái chùa đến cái ao sen đó khoảng 1.5 cây số. Không biết thì chú lội sao không biết, sen nó quấn chú chết. Ai có lội với ao thì biết, còn chưa lội thì chú không biết cái chuyện sen quấn đâu. Bởi vì cái cây sen nó mọc từ ở dưới bùn nó lên, mà cái mặt nước nó 3 thước thì cây sen nó cũng lên tới 3 thước. Thì cho nên nó yếu. Còn cái người mình lội đó, thì cái lội mình lội tới nước nó đùa thì mấy cây sen hai bên là nó cuốn vô mình của mình, mà cái cây nó có gai cho nên lội không được. Ta gọi là sen quấn, là như vậy đó. Thì cái chú Sa Di này chết đi, thì hai cái chú còn lại mới kéo lên trên bờ ao đó, mới cạo gió để cần cổ này nó có dấu. Thì khi mà gia đình hai được á, thì mới chở cái chú Sa Di này về, bởi vì nhà cũng trong cái xóm đó, nhà cha mẹ của chú trong cái xóm đó. Thì báo tin xuống nhà trường, nói là chú Sa Di của trường đó về lội với ao hái sen, bị sen nó quấn chết, bây giờ cái xác nó chở về nhà. Thì Hòa Thượng Hiệu trưởng mới cử tôi và một thầy giáo thọ nữa thay mặt cho nhà trường lên để coi cái sự việc như thế nào. Bởi vì thầy bổn sư của chú, thầy y chỉ chú đi Quảng Ngãi không có ở nhà. Là quý vị biết rằng tôi vừa lên tới đó thì mấy người anh của chú ở thành phố về, mỗi một người cầm một cái dao. Ai giết em tao đền mạng. Tôi với thầy đã chung vô cái đám mì đó trốn. Thấy nó xách dao sợ quá. Thôi mình tránh ra đã, tới đâu tới ra đã. Sẵn mì nó lên thấp thấp vậy nè, tôi với thầy đó, hai thầy chung vô cái đám mì đó trốn. Rồi nghe ngóng thử coi lành hay dữ, nếu mà nó dữ mình chuồn luôn, còn nếu nó lành thì mình chung ra. À thế thì hai anh cầm hai cái dao xuống, đòi chém người này giết người kia, thì chú nhập vô má chú, buông vào xuống. Hai người này buông vào xuống. Rồi chú nói hết tự sự công chuyện của chú. Tôi ngồi ngoài tôi nghe, mà nghe văng vẳng thôi chứ còn chưa đó. Tới chừng mà thấy cái tình hình nó êm rồi thì hai thầy chúng tôi ra. Đại khái vậy. Chú mới nói thế này: nhà này muốn chết nữa không? Chết một người rồi chưa muốn, rồi muốn chết nữa. Đó nè, tôi lội thì sen nó quấn tôi chết, có ai mà bóp cổ đâu mà nói người ta là người ta cạo gió đó. Mấy huynh đệ tôi cạo gió đó chứ không có ai bóp cổ hết. Đừng có nói quan cho người ta. Đó nè. Thế thì tôi nói cho quý vị biết rằng tôi sống ở trên đời này ngang đó thôi, thế đâu có chuyện gì đâu. Tôi sống trên cuộc đời này ngang đó thôi. Thế thì con đường của tôi đi là tôi biết, quý vị không biết đâu. Thôi thì chúc tất cả quý vị ở lại đều được an vui tốt đẹp, nhưng mà cả nhà phải quy y Tam Bảo hết. Cả nhà. Chú nói như vậy. Thì sau đó ngày hôm sau thầy giải quản ở ngoài Quảng Ngãi mới vô. Thì chú còn biểu rằng đem cái xác của chú về chùa làm đám chứ không để ở nhà. Cho nên kêu xe máy cài đó chở cái xác chú trong đêm đó đem về dưới đó. Thì tôi ở đó một đêm đó, chờ chiều hôm sau thầy giải quản ở ngoài Quảng Ngãi, thầy về mới liệm cái chú đó. Rồi để ở chùa đó làm đám. Quý vị biết ở chung quanh đó là có mấy cái nhà thờ. Chung quanh thường chiếu đó có mấy cái nhà thờ.
Thì cái đám của chú Sa Di này đó, người đưa đám mà người gì đám trên 5.000 người. Nghĩa là cả cái làng Thiên Chúa, cả mấy cái nhà thờ đó họ đi đám hết. Chú về chú nói đàng hoàng. Thì như vậy, thôi thì sau đó thì tôi hỏi thì thầy dạy quán nó êm không có chuyện gì. Lần vậy thôi chứ không nói gì nữa hết. Thì như vậy để chúng ta xác định rằng cái chú Sa Di này là chú lên cuộc đời này ngang tuổi đó thôi chú đi. Nhưng mà cái chuyện chết là phải có cái lý do. Phải có cái lý do để người ta đi. Thì lý do này lý do khác đó là một lý do. Nhưng mà chú nói với gia đình đó là tuổi của chú và cuộc đời của chú đến cái ngang đó thôi. Thì tôi nghĩ rằng nếu như chú Sa Di này không chết thì không độ được gia đình. Cả anh, chị, em, cú bác gì bây giờ là quy y với thầy giải quản và Phật tử rất là thuận thành nhờ cái chết của cái chú này. Ngang đó thôi. Còn cái việc Hòa Thượng Từ Nhơn kể lúc tôi còn học ở Huệ Nghiêm, tôi với thầy Chân Thanh học một lớp, thì Hòa Thượng mới kể cho chúng tôi nghe thế này. Ở dưới Đồng Tháp, Hồng Ngự, thì hai vợ chồng, chú này là cô giáo thầy giáo hết, đẻ một đứa con gái đầu lòng được 7 tuổi. Thì năm đó là nghỉ hè, cái cô con gái nó mới ôm cổ mẹ nó ban đêm đó, nó nói mẹ, mẹ xin bố cho con về thăm chồng cũ con đi. Thì mẹ nó mới giả miệng nó, con nít mà mày nói chồng con, tao nói bố mày đập mày chết. Rồi thôi tối hôm sau nó cũng ôm cổ nó năn nỉ đó, bố nói mẹ nói bố cho con về thăm chồng cũ đi, hè con mới đi được chứ không đi học đi không được. 3 đêm, 4 đêm, 5 đêm, 7 đêm. Cuối cùng hết thì bà vợ nó mới tâm sự với ông chồng, nói sao con mình nó kỳ quá vậy anh. Nó con nít mà nó biểu em xin bố để cho nó về thăm chồng cũ nó, con giả miệng nó mà đêm nào nó cũng nói rồi. Mà nay là một tuần lễ rồi đó, bữa nay em mới tâm sự cho anh nghe đó. Ông thầy giáo này mới tâm sự một ông thầy giáo đồng nghiệp, tại sao con mình nó nói chuyện lạ, nó con nít mà nó xin về nó thăm chồng cũ nó là sao anh. Ông thầy giáo này ông nói thôi bây giờ để mình làm cái cuộc khảo sát đi anh, chứ mình nó nói như vậy mình làm sao mình tin được. Mà mình làm cuộc khảo sát tức là cho nó đi, nó dẫn mình đi rồi coi sự việc nó làm sao mình mới kết luận được. Rồi để bốn người này mới thỏa thuận với nhau đi, đi một chiếc thuyền. Thì hai vợ chồng ông thầy giáo con bé đó với ông thầy giáo đồng nghiệp đã bốn người chèo chiếc xuồng, mà từ lúc sanh con bé này cho đến 7 tuổi nó chưa bao giờ đến cái làng này, mà nó dẫn đường cái chiếc thuyền này đi tới cái làng đó, nó biểu dừng lại lên cái nhà đó. Thì đầu tiên hết vô cái nhà nó gặp cái ông già mà già nhất, ổng mang mắt kiếng, ổng ngồi rót nang đương thúng rổ để bán. Thì nó chỉ cái ông đó là chồng đó. Còn mấy cái người con mà lãng vãng nó nói là con nó. Mà những người con của ông cụ này lớn hơn ba mẹ nó, ông cụ này lớn hơn ông nội bà nội nó, mà nó chỉ là chồng nó con đó. Cho nên mấy người này họ bức xúc, họ nói con nít gì hỗn hào. Tự nhiên đấy, ông già hơn ông nội nó nói chồng nó ăn nói vậy đó. Còn tụi tôi là hơn bố rồi nói con nó. Mấy người này họ bức xúc lắm, họ mắng họ nói đủ thứ hết. Thì cuối cùng trong đó có một người con cả, họ nói thế này: thôi thì bây giờ để đó cái đã. Thế thì bây giờ bé nói rằng chúng tôi là con của bé thì lấy cái gì làm chứng, bé nói cho chúng. Thế còn bé nó nói cây dù của mẹ hồi mẹ chết tụi con cho ai. Mấy người này hết hồn. À, là vì khi mà má của mấy người này chết đó là em của bà tới mới nói này, cây dù cưới của chị tao còn giữ tốt lắm, bây giờ chị tao chết rồi tụi bay cho tao cây dù đó làm kỷ niệm cho chị tao. Thì mấy người này lấy cây dù đó cho bà dì ruột, em của mẹ.
thì rõ ràng chuyện trong nhà tôi mới biết với người khác làm sao tôi biết. Là thôi, làm thinh nó. Bây giờ xây qua cái ông cụ đó. Bây giờ bé nói cái ông cụ này là chồng, thì bé nói cái gì là chồng? Nói cho trúng cho tụi tôi tin. Con bé nó xây qua nó nói ông, cái đôi bông tai của tôi đó, rồi ông lột ra rồi ông bỏ đâu? Tôi chết ông không có chôn theo. Ông mới bỏ cái mắt kiến xuống, ông mới lúc bà bệnh tôi mở ra tôi chùi rửa. Thì tôi tính là lúc mà liệm tôi liệm theo, nhưng mà lúc đó tôi bức xúc quá tôi quên, tôi còn cất ở trong tủ. Ông đứng dậy mở tủ lấy đôi bút mù u ra đưa cho thiên hạ coi. Như vậy là luân hồi. Chuyện đó luân hồi. Tôi mới hỏi hòa thượng, vậy chứ cái câu chuyện đó rồi sau này còn cái gì nữa không hòa thượng? Hòa thượng nói tôi lúc đó còn nhỏ ở điệu, sau đó tôi lên Sài Gòn tôi tu, tôi ở trên này rồi không nghe chuyện gì khác hơn nữa, đã ngang đó thôi. Đó là chuyện của hòa thượng kể cho anh em chúng tôi nghe. Bây giờ cái chuyện của hòa thượng Bửu Huệ, cái năm đó là năm 66, là bà mẫu của hòa thượng Bửu Huệ mất. Hòa thượng Thuyền Tâm mới dẫn anh em học tăng chúng tôi về Tân Hương để là tụng kinh hộ niệm cho bà. Thì đi đó 6 học tăng với hòa thượng Thuyền Tâm. Thì khi về đến nhà đó thì hai thầy nói chuyện rồi chúng tôi nghe thế này. Hòa thượng Thuyền Tâm mới nói thầy hay quá, thầy cũng có cái phước đó. Mẹ thầy mất mà thầy về thầy động viên anh em mà làm chay hết cho bà đó, hay đó. Chứ đôi khi mình tu mà mình về mình nói anh em người ta không nghe, rồi họ sát sanh này kia khác nọ, tội nghiệp cho bà. Thầy hay đó. Thầy Bố Huệ mới nói thế này, tôi cũng có duyên đó thầy. Thế thì mẹ tôi mất rồi, tôi họp anh em trong nhà hết, làm chay không có sát sanh nha. Thì tất cả anh em chúng tôi đều thống nhất hết, tôi mừng quá. Cho nên đám của bà là làm chay hết. Mà thưa thầy, mấy tháng trước đây đó, cái làng trên nó xảy ra cái chuyện thế này. Cái ông cụ này gia đình tương đối khá giả, mà ông tu pháp môn niệm Phật, ông kiệm đức lắm. Ai chết không có hồn thì ông cho. Rồi ông trà lúa, cho gạo đồng bào nghèo, Tết, lễ Vu Lan nè. Ông có đức lắm. Nhưng mà khi ông chết rồi, 4 đứa con trai của ông đó, nó không có tin. Một ngày làm con heo. Có một lần tôi về Bến Tre đó, 5 giờ chiều cái đám ông cụ đó chưa có liệm, mà làm con heo 80 kg. Chưa liệm. Tôi đếm ở ngoài rạp đó 24 cái bàn tròn là lúc nào cũng đầy khách hết. Ở đằng sau còn mấy con heo nữa. Tôi với mấy tăng sinh đó xách mỏ ra ngoài chuồng heo tụng kinh rồi đi về. Tụng kinh cho mấy con heo đi về. Thế nào nó cũng giết hết. Thôi tụi tao khỏi tụng cho ông cụ, tụng cho mấy con heo cho chắc ăn. Tôi thì hồi nhỏ tôi cũng nghịch vậy đó. Ai mà làm trật tôi đi về. Thế thì làm 4 ngày làm 4 con heo. 3 ngày chứ làm 3 con heo. Còn một con nữa chiều nay làm, để sáng ngày mai đậu tỳ khiêng đi chôn, rồi về để bà con dỡ rạp, trả bàn trả ghế, rồi vị chi là 4 con. Thì chiều hôm đó làm con heo xong rồi thì ông mới nhập vô cái đứa cháu nội trai 15 tuổi. Leo lên cái bộ gián ông ngồi, ông kêu mấy đứa con tới. Ban đầu ông nói nhỏ nhẹ đó. Ông giảng dứt nhỏ nhẹ đó. Bố còn sống đó là bố tạo cái phước cái đức cho các con. Bởi vì Thánh Hiền dạy đó, là chứa vàng để cho con cháu không biết giữ. Chứa sách để cho con cháu không biết đọc. Không bằng chứa âm đức mờ mờ ở bên trong mà
trường cửu chi kế, tức là lâu dài không mất. Thánh Hiền nói bố lo bố tu hành. Vậy mà khi bố nhắm mắt rồi đó thì các con không ai tin hết. Bây giờ sát sanh làm heo mấy con, bắt đầu ông đổi giọng nha, họ bắt bố đi giữ bầy heo, họ đánh họ đập bố như thế này thế khác, các con có vừa chưa? La lên, ông làm dữ lên, ông nói to lên. Đó, thế thì bây giờ mấy người con trai mới quỳ xuống, mới nhận khuyết điểm, nhận cái khuyết điểm, đem cái con heo vừa làm đó cho hàng xóm hết. Cho nên làng trên xóm dưới mấy tháng nay ai chết làm chay không dám làm heo. Lâu lâu có ông xuất hiện vậy cũng đỡ. Cho nên thầy Bửu Huệ mới nói với thầy Thuyền Tâm đó là cũng có cái duyên là tôi về tôi bàn với anh em tôi làm chay cái đám của mẹ tôi, mà nhân cái câu chuyện đó cho nên mấy tháng nay làng trên xóm dưới này ai chết cũng làm chay, không dám sát sanh. Đó là câu chuyện mà hai thầy nói chuyện mà chúng tôi còn nghe lâu lắm chứ đâu có phải mau đâu. Thì tôi còn nhớ lại câu chuyện đó. Cho nên đời sống của con người, thưa quý vị, thân của con người được cấu tạo bởi năm quẩn. Quẩn tức là nhóm họp. Năm cái món này nó nhóm lại, nó hợp lại thành cái thân của mình: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đây nè. Riêng cái sắc nó thuộc về sắc pháp, tức là vật chất, gồm có ngũ tạng, lục phủ, tay, chân, vân vân, tức là sắc quẩn. Còn lại bốn cái quẩn sau đó là thọ, tưởng, hành, thức, nó thuộc về tâm. Như vậy đời sống của con người chia làm hai, tức là thân và tâm. Một cái thân mà chúng ta ngồi ở đây ăn uống sinh hoạt phải trái tất cả mọi việc hàng ngày đây là sắc quẩn. Nhưng mà cái đó chỉ có một phần, còn cái tâm nó bốn phần. Cái tâm nó bốn phần mà cái sắc nó có một phần. Như vậy cái nào nặng hơn rồi và cái tâm nặng hơn. Cho nên Đức Phật chia ra cái đời sống của chúng ta hàng ngày đó 10 phần. 10 phần. Mà cái trung tính á, nó chiếm đó là 6 phần. Còn cái khổ, cái lạc đó, hai cái này đó, là cái lạc 3 phần, cái khổ 1 phần. Như vậy là chúng ta tương đối sống vì cái trung tính nó chiếm tới 6 phần. Mà cái lạc thì nó chiếm 3 phần và cái khổ nó chiếm có 1 phần, thì cái nó bù đắp được. Nó bù đắp được. Cũng có giận, cũng có khổ, nhưng mà nó thoáng qua cái rồi thôi. Còn ngược lại, một con người mà đời sống của cái người đó hàng ngày cái khổ thọ nó chiếm 60%. Cái khổ nó chiếm 60%. Còn cái xả, cái lạc đó, xả thì 3 phần và cái lạc có 1 phần là người đó tự tử chết. Cho nên những người họ thắt cổ họ chết, họ uống thuốc độc họ chết, họ nhảy lầu họ chết, đâu phải họ thiếu ăn, nhưng mà họ khủng hoảng tinh thần. Vừa rồi ở Nha Trang nó xảy ra chuyện này tôi kể quý vị nghe. 8 sinh viên, 4 nam 4 nữ ở Hà Nội vô Nha Trang chơi, hè đi chơi mà, mướn khách sạn đó 2 phòng, 4 cậu nam phòng, 4 cô nữ phòng. 12:15 thì cái cô sinh viên này mới nhảy cái lầu 9 xuống tới lầu 8, chưa chết nhảy lầu 8 xuống đất chết. Thì bảo vệ nó báo này, túa ra hết một đống máu đó, gọi 113 tới. Nó đặc biệt là cái khách sạn đó, cái chiều ngang của nó là 10 thước, ở dưới là cái hầm để xe,
họ làm hai cái cầu thang đi lên cái tầng lầu thứ nhất. Ở hai cái góc cầu thang này nuôi hai con cá hoàng kim mà người ta nuôi nó 6 năm. Mà cái cô này nhảy xuống lầu đó chết thì hai con cá bên hai cái góc cầu thang này sáng đó nó chết luôn. Và hai cái chậu kiểng, cây xanh cây si đó, để hai góc cầu thang này giống như là lấy nước sôi mà tưới vậy. Thì cha mẹ của cô ở Ba Đình chỉ nghe tên thầy thôi chứ còn chưa gặp. Bởi vì tôi giảng cái chùa Hoài Nhai, cái chùa Hòa Thượng Cua ở Ba Đình đó, thì vợ chồng anh chị thì nghe chứ còn chưa có gặp. Sẵn cái câu chuyện này nó bức xúc quá cho nên mới vô trong chùa hỏi số điện thoại, mới điền vô trong này nhờ tôi ra vớt cái vong đó. Tôi từ chối, tôi không có đi, tôi nói xa quá, tôi du lan tôi bận lắm. Thế thì quý vị biết nó thông tin cách sao mà từ Hà Nội vô chùa Hoằng Pháp, từ chùa Hoằng Pháp xuống với Trà Vinh, từ Trà Vinh qua bên Úc. Thì khuya 3 giờ cái cô đó bên Úc cô điện về, cô nói sư phụ ơi bây giờ gia đình người ta khủng hoảng lắm, sư phụ cách nào sư phụ con ra giúp người ta. Tôi đâu có từ chối được, khuya 4 giờ xách xe đi. Ra đó thì cái quan tài còn để đó, công an chưa cho đưa về Hà Nội. Mấy cái cậu này còn công an còn giữ để điều tra. Tôi mới kêu hai vợ chồng cái anh giám đốc tôi nói thế này: trước đây có một người nhảy lầu rồi đúng không? Hai vợ chồng nói: ủa sao thầy biết? Tôi không biết sao được, nó còn nhảy nữa đó anh. Mà nếu nhảy một lần nữa đó thì của anh phá sản luôn. Bởi vì nhân viên của anh bây giờ trong khách sạn này có cái xác không có cái hồn. Hai người nhảy lầu, mà một người nhảy nữa là anh phá sản. Tôi thấy hai người lận chứ không phải một người. À, tôi ra đó tôi nói: trước đây có một người nhảy. Thì anh mới nói là có một người ngoại quốc nhảy lầu cách đây 4 tháng, cho nên cái cô này nhảy nữa đó nè, và tiếp tục nhảy nữa. Mà hãy nhảy nữa người nữa thì coi nhân viên của anh là coi như là họ bỏ nghề hết, anh phá sản rồi. Thế thì cái câu chuyện thế này để minh họa cái đó, rồi cái này nó hỗ trợ cho nhau. Cái anh này đó, ảnh về ảnh gạt cái thầy trụ trụ trì. Bởi vì ngày xưa đó cha của cái anh này là tu sĩ, mới đất của ông bà mới cất cái chùa tu. Rồi sau đó thì ông chết đi, là chiến tranh nó tới nó phá, nó thả bom sập cái chùa đó hết. Anh này thì tứ tán đi chỗ này chỗ khác làm ăn, anh em thì lâu lắm không có gặp nhau. Thì sau này đó giải phóng rồi anh mới về, anh mới nói với thầy trụ trì nữa: thầy cho tôi xin cái nền nhà của bố tôi hồi xưa đó, cái chùa đó thầy. Thì khi mà tôi về hưu rồi tôi cắt cái am cái thất tôi tu theo cái nghiệp của bố tôi. Thầy trụ trì mới nghe anh này nói vậy thôi, thằng này nó cũng có đạo đức, cha nó tu, bây giờ nó về nó xin lại cái nền chùa đó để mai mốt nó tu thì mình không cho làm sao được, chứ phải nó làm cái gì mình không cho. Thầy trụ trì mới đồng ý ký, ảnh làm giấy làm tờ xong đàng hoàng tử tế, ảnh gạt thầy trụ trì, ảnh làm một cái hồ bơi tốn 17 tỷ. 17 tỷ. Cái tiền mà nặng nhất đó là lấy nước biển bơm lên cái hồ đó, đó. Tiền đó nhiều tiền lắm. Bị xa mà. Thì sau khi làm cái hồ bơi khánh thành rồi có hai đứa nhỏ nó chết trong đó, bây giờ bỏ luôn. Bỏ luôn. Tôi tới thì ảnh chỉ có nói tôi tới tôi nói cái này không không có được. Không phải là hai cái quan hồn này mà tôi thấy là Long Thiên Hộ Pháp ở cái nền chùa này họ không cho anh làm cái việc đó, cho nên anh vi phạm cái này. Thôi tôi thua luôn. Bây giờ đóng cửa bỏ bỏ không. Bữa nào quý vị muốn coi ra tôi dẫn đi, đi đó là coi. Cũng gần chỗ tôi, bỏ không.
Như vậy là vấn đề tâm linh. Thì đời sống của mình, chúng tôi nói lại để quý vị là tâm nhiều hơn thân. Thọ, tưởng, hành, thức, cái này thuộc về tâm hết. Thọ là gì? Tức là lãnh thọ. Mình, ai nói mình tốt, mình mừng, đó gọi là lạc thọ. Mà ai nói mình xấu là mình buồn, gọi là khổ thọ. Có cái trường hợp là không khổ cũng không vui, đó gọi là xả thọ. Tức là hàng ngày mình sống với cái xả thọ này là chiếm quá ban, trung tính. Nhưng mà cái vui thì ba phần, mà cái khổ một phần thì chúng ta sống được. Mà cái người nào cái bán phần mà khổ thọ, tức là người ta chết. Cho nên qua những cái chuyện mà người ta chết oan ức, đều là bức xúc rồi khủng hoảng tinh thần, chứ không phải là họ thiếu cơm thiếu áo đâu. Tôi đi giảng ở chùa Long Thọ trên Long Khánh, cái bà này Phật tử có đứa con gái duy nhất, chồng chết, gia đình rất là khá giả, nhà cửa cũng tốt, giường tựa cây trái đâu cũng sum xê hết, có đứa con gái 17 tuổi. Nó về nó nói với mẹ, nó mẹ tuần sau là sinh nhật của con mời 100 khách đó, con báo cho mẹ biết nha. Bà mẹ bà mới chi dữ vậy con, mình làm như vậy đâu phải mình ỷ có tiền mình làm người ta khen đâu con, làm cái chuyện mẹ thấy không có ích lợi, thôi mẹ cho con 3 triệu, bạn bè chút đỉnh rồi gói ghém, thôi đừng có làm nhiều tốn tiền lắm con. Nó chẳng nói gì hết, nó cầm 3 triệu lên phòng nó xé, nó uống thuốc, nó tự tử, nó viết cái thơ nó để lại, tôi chết cho bà sáng mắt. Rồi đó, coi ai sáng mắt. Bây giờ quý vị biết bên chồng của bà đó, nguyền rủa bà, cha nó để tài sản lại mà không cho nó xài, cái thứ keo kiết, cái thứ đàn bà này nọ, chửi đủ thứ chuyện, bà khổ vô cùng. Là một cái khổ, phải không? Cái khổ thứ hai đó là bây giờ có một đứa con mà nó chết rồi thì cái hy vọng này mất hết. Khổ thứ hai là khổ con. Bây giờ nó chết rồi, quý vị biết nó về nó đi thang lầu, đi lên đi xuống, đờn mấy cây đờn của nó để trên lầu, nó khải ban đêm, nó khải lưng tưng hết. Bây giờ bà sợ ma, ta gọi là tam sầu bạch phát. Đúng không nè? Một là sầu của, hai là sầu chồng, ba là sầu con. Như vậy cái của này để lại ai ăn? Bố nó chết, nó để lại tài sản, có đứa con này thì con nó hưởng. Bây giờ nó chết rồi, cái của này ai ăn? Mà bên chồng người ta nguyền rủa, thì coi như là chưa cúng cái tuần 50 ngày cho con gái của bà mà đầu của bà bạc trắng như bông hết. Ta gọi là tam sầu bạch phát. Bây giờ nó về nó đi lên đi xuống cầu thang, bà thấy nó lồng lộng vậy, rồi đờn của nó để trên phòng của nó đó, nó khải cả đêm vậy, bà sợ ma. Bây giờ mới là chạy đôn chạy đáo làm sao để cho nó siêu thoát, cũng khổ. Bây giờ ai chia sẻ với bà được? Hôm đó tôi giảng ở chùa Long Thọ, bà chạy qua, bà mới nói nhỏ, tôi ra hè, bà mới ngồi, bà tâm sự, bà khóc. Tôi nói thôi bữa nào tôi lên tôi coi thử coi. Tôi vô tới nhà tôi nói đúng rồi, con nhỏ nó còn ở trong nhà này, nó còn ở đây, nó ở đây 24 luôn. Bà làm sao cho nó đi, cho nó ở đây, bà trước bà cũng chết. Bà sợ đó, bà nói đêm nào cũng thấy nó đi hết. Mà thấy cái lưng không, không việc bao giờ nó cho tôi thấy cái mặt này. Nó ghét bà mà bà làm sao nó cho bà thấy được, thấy cái lưng không mà nó, bà đi dưới là nó đi lên, lên trên nó khải đờn chơi vậy, chọc tức bà. Thôi bây giờ hết giờ rồi, thôi thì cuối cùng là chúc tất cả quý vị có mặt hôm nay mình tốt, mà phải làm cho tốt hơn. Chứ đừng có tốt rồi mà nó xấu nữa, nó tệ quá thì uổng cuộc đời, ráng tốt. Mà muốn tốt là làm sao? Bồi công lập đức, làm cái chuyện phước đức. Ở trên đời này thì đời sống của chúng ta mới tốt.
Cho nên chúng tôi nhớ đó là khi mê đó thì tiền vẫn là tiền, mà ngộ rồi đó thì trong tiền nó có tâm. Quý vị nghe câu chuyện đó chưa? Khi mê đó thì tiền vẫn là tiền, mà ngộ rồi thì trong tiền có tâm. Hôm nào chúng ta bàn cái chuyện đó nghe. Nhớ chưa? Nói như đây. Đây là cái lời nói của ông bà chúng ta nói, chứ không phải Phật nói. Có đức mặc sức mà ăn. Có đức mặc sức mà ăn. Đó là ông bà mình nói chứ không phải Phật nói. Hồi tôi ở chùa tôi còn làm điệu, tôi mới thắc mắc, tôi nói thầy, tôi nói thầy, tôi thấy chùa nào ở quê cũng có ruộng hết mà chùa mình không có ruộng, rồi lấy gì ăn? Con nít đó mà, mình nghĩ rằng là chùa ở nhà quê là chùa nào cũng có ruộng đấy nè, rồi cày cấy rồi thu hoạch về giữ lúa trong nhà đó, rồi thầy trò mới cúng kính rồi ăn uống cả năm, lúa không có hết. Còn chùa thầy tôi không có lúa, không có ruộng. Thầy tôi mới nói có gì đâu khó con, thuộc Di Đà ăn thấy bà không hết. Cho nên quý vị, tôi biết học kinh Di Đà có 5 buổi tối tôi thuộc, 5 buổi tối tôi thuộc, mà tôi ăn tới bây giờ ăn thấy bà không hết. Quý vị muốn ăn tôi dẫn vô đi ăn, dẫn đi ăn, nhưng mà ăn không nổi, nó khổ vậy đó. Hồi còn nhỏ thì muốn ăn mà không có ăn, bây giờ già lớn tuổi rồi đi đâu cũng đồ ăn hết mà ăn không nổi. Đi giảng là uống nước không thôi, không có ăn, uống nước không. Lát tôi đi coi tôi uống nước tôi về không có ăn, thiệt tình không có ăn. Nhưng mà đi chỗ nào được cũng có đồ ăn hết, mà đồ ăn ngon nữa. Đó nè, thuộc Di Đà thôi, có gì đó. Tôi chỉ thuộc Di Đà không thôi nè. Như vậy đó, cái đời sống của con người của chúng ta đó, Đức Phật cũng chia ra hai cái khoảng cách khác nhau. Cái khoảng cách thứ nhất là cái việc làm của mình, cái nghề nghiệp của mình. Ai sinh ra trên đời này rồi cũng phải đi học làm cái nghề hết, mà không có cái nghề nào xấu hết quý vị. Cái nghề nào mà làm ra đồng tiền để nuôi sống con người đó, không có cái nghề nào xấu hết. Chỉ có người hành cái nghề đó xấu thôi. Như vậy trong đạo Phật, Đức Phật đâu có cấm chúng ta thương mại đâu. Đâu có cấm, đâu có chỗ nào cấm. Tôi có nhớ là một lần Đức Phật thuyết cái bài pháp cho doanh nhân, trong đó có ông Cấp Cô Độc trưởng giả dẫn một số doanh nhân bạn bè của ông đến Kỳ Viên Tinh Xá. Đức Phật thuyết cái bài pháp cho doanh nhân, bài pháp rất là hay, đặc biệt cho doanh nhân. Như vậy là đâu có cấm thương mại. Nhưng đạo Phật hướng dẫn cho người mua bán phải là thật thà. Cái mua bán phải là thật thà. Như vậy cái đồng tiền của chúng ta tạo ra, cái đồng tiền đó phải gì? Phải có cái tâm, phải có cái đức. Cái đồng tiền mình tạo ra đó là phải có cái tâm đức. Cho nên trong pháp cú Đức Phật có dạy thế này: khi mê tiền thiệt là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Đó nè, mình nghe nói tiền có tâm là sao? Tức là cái người tạo ra đồng tiền đó phải có cái tâm. Mà cái người tạo ra cái đồng tiền đó vô tâm, đó nè, thì cái đồng tiền đó nó trở thành ác. Vì tiền nó không có thiện ác, nó là vô ký, nó là vô ký. Cái tánh của con người cũng vậy, tức là có vô ký tánh, thiện tánh, ác tánh, vô ký tánh. Nếu mình sinh hoạt
với cái môi trường ác thì con người đó sẽ trở thành ác. Mà cái người đó sống trong cái môi trường đó thiện, có đạo đức, thì cái tâm tánh của người đó trở thành là thiện tánh. Còn bình thường nó là vô ký, tức là không thiện không ác. Thế đồng tiền cũng vậy, nó không thiện không ác, mà mình sử dụng cái đồng tiền đó vào cái việc nhân nghĩa thì đồng tiền đó đồng tiền thiện. Cũng đồng tiền mình sử dụng vào cái việc ác thì nó trở thành là ác, do cái người sử dụng cái đồng tiền. Nghề nghiệp trên đời này không có nghề nào xấu cả, chỉ có cái người hành nghề thế thôi. Tôi nói là cách đây mấy năm tôi đi giảng ở Trường Hạ, đi ngang Long Thành á, thì thấy chôm chôm ở trong vườn người ta mang ra ngoài lộ người ta bán đó, đẹp tươi. Tôi mới ngừng xe xuống, tôi mua 2 bịch. Tôi nói cái người bán hàng đó bán cho tôi 2 bịch, 1 bịch 10 ký, 2 bịch là 20 ký. Thì tôi hỏi giá cả, tôi đồng ý tôi mua 5.000 một ký. Cô đó cổ cân xong rồi, cổ để lên cái cân dĩa, cổ cân thì tôi dòm, tôi thấy là cái cây kim nó nhảy số 13. Thì 2 bịch tôi phải trả là 26 ký. Thì trong tâm tôi nói tôi mua có 20 ký, sao cổ cân tới 26 ký được. Thì thế là cổ lấy tiền tôi 1 bịch 10 ký, 2 bịch 20 ký. Tôi mới thắc mắc, tôi hỏi cô bán như vậy làm sao có lời về nuôi gia đình. Thì tôi đưa đồng ý tôi mua 5.000 thì cô bán 10 ký, thì 2 bịch 20 ký, sao cô cân tới 26 ký là sao? Cái nào bán là bán, cái nào cúng là cúng, cho nó rõ ràng. Cái nào cô cúng, cô nói cô cúng, tôi nhận cho cô có phước. Còn cô bán là phải cân cho đàng hoàng, hiểu nè, mới là nuôi gia đình chứ bán gì kiểu vậy, sao nuôi gia đình lỗ chết. Thì cô ta mới trả lời với tôi thế này: thưa thầy, con bán cho thầy là như vậy, thầy thông cảm, cái cân của con là cái cân nghề nghiệp. Như vậy có phải là cái đồng tiền này thiếu cái tâm không? Khi mê tiền thiệt là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Thế thì tôi mới hỏi An Chi. Trong kiến thức ngày nay tôi viết thơ, tôi hỏi An Chi vậy chứ. Bây giờ tôi thấy ai cũng đại gia hết, mà sao là đại gia đó? Anh trả lời cho tôi nghe. Thì An Chi mới trả lời thế này: đâu phải ai cũng là đại gia. Những cái nhân vật gọi là đại gia đó, như là Trần Trọng Kim, giáo sư Trần Văn Dào, Trần Văn Khê, Ngô Bảo Châu, đó, những cái nhân vật ta gọi là đại gia. Thì bây giờ chúng ta nói sang cái phần thứ hai, tức là cái tài sản vô giá mà cái tài sản vô hình. Quý vị đến cái chùa Pháp Thường này để làm gì? Không phải tu đâu, để tạo tài sản. Đúng không? Đến cái chùa Pháp Thường này để tạo tài sản. Mà cái tài sản này đó là của ai để lại? Của Đức Phật để lại cho mình. Như vậy là Thái tử Tất Đạt Đa vượt thành đi xuất gia, tu hành 6 năm khổ hạnh, 49 ngày thiền định với cội Bồ Đề thành Phật, trở thành một người vô sản chuyên chính. Bây giờ Đức Phật trở thành vô sản chuyên chính. Mà La Hầu La thưa với Ngài là: Thế Tôn chia tài sản cho con, thì lấy cái gì mà chia?
Chẳng lẽ bây giờ cái y cà sa của ngài xé ra chia nó nửa ngày nữa sao? Chắc không có chuyện đó đâu. Nhưng mà chia tài sản cho con, lời của La Hầu La đề nghị Đức Phật chia tài sản. Thì bây giờ Đức Phật phải chia chứ sao? Con của ngài nó đòi hỏi thì ngài phải chia, chứ không chia sao được. Mà cái tài sản đó thì không có ruộng, không có vườn, không có ngọc ngà châu báu, hoàn toàn không có cái gì gọi là hữu hình hết, mà chia cái tài sản vô hình. Như vậy cái tài sản vô hình của tất cả Phật tử chúng ta hôm nay đây là cái gì? Quý vị suy nghĩ thử coi. Dễ ở cái có gì không? Là cái nghiệp thiện, là cái tâm từ, là cái nghiệp thiện. Như vậy đó, là thế gian này, là con người chúng ta có mặt trên cuộc đời này để làm gì? Để tạo nghiệp. Từ lúc mà mình biết ăn biết nói là mình tạo nghiệp rồi. Cho nên Khổng Phu Tử nói trong Tam Tự Kinh á, ngài nói nhân chi sơ tánh bản thiện, người sanh ra lúc ban đầu cái tánh vốn lành, không lành đâu, không có thiện đâu. Ngài nói như vậy là chưa có chính xác, bởi vì Đức Không Phụ Khổng Phu Tử là thánh của thế gian, còn Đức Phật là thánh xuất thế gian. Cho nên cái lời của Khổng Phu Tử nói trong Tam Tự Kinh đó là nhân chi sơ tánh bản thiện, người mới sinh ra đời cái tánh nó thiện, nó lành. Không phải đâu. Quý vị thấy cái đứa bé mà nó 4-5 tháng tuổi, mẹ nó cho bú, nó biết xài tiền chưa? Nó biết ăn bánh chưa? Chưa. Vậy mà mẹ nó trật cái vú là nó la làng. Mấy bà có con mấy bà biết cái đó. Chỉ đơn giản thôi là nó la làng rồi, nó la làng. Vậy nó ác hay nó thiện? Sao thiện được? Rồi nó dần dần lên. Hồi nhỏ tôi ở nhà, tôi có đứa em, mà tôi thứ hai, mà em tôi tới thứ bảy nuôi mới được rồi quý vị biết. Cưng em dữ lắm. Đi đâu là cõng đứa em trên vai đó. Bữa đó mẹ đi chợ về, chó sủa, cõng đứa em ra ngoài đón mẹ. Thực ra là đón bánh đó, chứ không phải đón má rồi. Mỗi khi bà già tôi đi chợ về mua hai cái bánh cam, đứa ăn cái thì dễ rồi, hai gói xôi gì đó cũng hai hết. Bữa đó bà mua củ khoai lang thiệt bự bằng cái ly uống nước này vậy. Tôi để thằng em tôi xuống, bà già mới để cái giỏ đồ ăn xuống, bà lấy cái củ khoai lang bà bẻ. Mà tôi đố quý vị chứ tôi nhìn cái nửa nào. Tôi nhìn cái nửa lớn mà mẹ tôi đưa cái nửa nhỏ mới khổ đó chứ. Cái tôi giậm cẳng tôi khóc, tôi không chịu. Mẹ tôi nói sao con hư vậy? Mình là anh, mình phải nhường cho em. Cái tâm lý của mẹ tôi là em thì nó phải lớn hơn, còn anh mình nhìn cho em thì anh phải nhỏ hơn. Mẹ tôi đưa cái nửa của hoài lan lớn cho em tôi, cái tôi không chịu. Mẹ tôi nói con hư quá, làm anh mà cố ăn, dành ăn với em không biết xấu hổ. Tôi đi tu khỏi thèm dành ăn nữa, nhà ăn. Cái tài sản của tôi, cái tài sản đó là tài sản vô giá, tài sản không bao giờ mất. Tôi đâu có dành ăn nữa đâu. Ở nhà giờ mày ăn gì đó mày ăn tự do. Bây giờ mấy em tôi ở nhà nó mừng dữ lắm. Nếu mà ổng còn là ổng chia phần cũng chết cha mình luôn. Nhờ ổng đi tu mình ăn hết. Mà tôi có cái tài sản vô giá. Tôi có cái tài sản vô giá. Thì quý vị học đi, học cái tài sản đó đi. Thế thì đầu tiên hết quý vị đi chùa, quý vị biết lễ Phật, quý vị nghe kinh Du Lan Bồn,
quý vị thọ tam quy ngũ giới, quý vị tu Phật thất, là những cái tài sản đó là quý vị tạo ra không bao giờ mất. Những cái tài sản đó không bao giờ mất. Bây giờ quý vị thấy người Phật tử mà biết đi chùa, biết dự Du Lan Tháng Hội, là người Phật tử đó không bao giờ quên ơn cha mẹ. Tôi nói hồi tôi học Phát Bồ Đề Tâm Văn, quý vị nghe, trong Phát Bồ Đề Tâm Văn có 10 ơn, mà ơn thế nào là ơn sâu của cha mẹ, thế nào là ơn sâu của cha mẹ, thì trong cái bài nói xúc tích lắm, nói vì nhiều việc lắm. Mà hồi cái thời tôi học đó là không có viết bút bi, mà viết bằng mực, bi lô viết mực. Tôi ngồi tôi học mà thầy giáo thọ tôi giảng ở trên bục đó, mà tôi khóc hồi nào tôi không có hay. Khóc hồi nào không hay. Tới chừng mang cái vở đó về nhà rồi tối mới lật ra để học bài, sao thấy nó có đốm tròn 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 ướt hết trơn. À tới chừng đó, mình học đâu có trời mưa. Cái lớp của mình đâu có trời mưa, mà cái tháng đó đâu có mưa đâu. Sao lại tập mình nó ướt? Ai ngờ đâu là mình khóc. Đức Phật nói ở trong những cái bài đó nó tha thiết lắm quý vị, nó thâm trầm lắm. Mình không thể nào mình quên ơn cha mẹ được. Trong đó có cái câu tôi nhớ thế này: sanh bất dưỡng kỳ khẩu thể, tử bất điệu kỳ thần linh, lưỡng đồ ký thất trọng tội nan đào. Có nghĩa là mình đi tu mà cha mẹ mình không nuôi được cái miếng ăn, không lo được manh quần tắm áo, mình lo không được. Tức là sanh bất dưỡng kỳ khẩu thể, tức là cha mẹ sống mình không nuôi được cha mẹ gì cơm cháo tiền bạc. Tử bất điệu kỳ thần linh, khi mà cha mẹ chết rồi mình không cứu được cái phần linh của cha mẹ mình, thì lưỡng đồ ký thất trọng tội nan đào. Hai con đường đó tội nặng đó, hai con đường đó mình không làm được tội nặng đó. Lưỡng đồ ký thất trọng tội nan đào, nghĩa là lúc cha mẹ sống mình không nuôi được, mà cha mẹ chết mình không cứu cha mẹ mình được cái phần linh. Như vậy Đức Mục Kiền Liên cứu được mẹ ngài cái phần tâm linh, và các vị tu hành đều cứu cha mẹ, giúp cha mẹ về cái phần tâm thức, cái phần tâm linh thì không mang tội. Như vậy quý Phật tử đi chùa mà nghe được quý thầy giảng ở chỗ đó, đọc kinh Du Lan Bồn, thì quý vị có dám bất hiếu với cha mẹ không? Mà mình không dám bất hiếu với cha mẹ là nhờ kinh pháp của Phật, nhờ quý thầy truyền dạy. Cái tài sản đó là tài sản vô giá. Vì trên đời này, thế gian cũng vậy mà Phật pháp cũng vậy, đề cao đạo hiếu, ca ngợi con có hiếu với cha mẹ, và ngược lại chê bai, chỉ trích, kết tội con bất hiếu với cha mẹ. Rồi tôi đọc báo có cái câu chuyện là hai cô con gái khiêng bà mẹ bỏ ngoài hè. Cũng vì cái số tiền của bà dành dụm đó mà hai cô này muốn chia mà bà không chia. Bởi vì bà muốn để là hậu thân khi bà bệnh hoạn hay là bà chết, mua hòn mua rương bà cũng không muốn đưa cho ai hết. Thì hai cô con gái này mới khuyên bà già bỏ ngoài hè. Quần chúng người ta phát hiện. Thì bây giờ đó, ở địa phương, chính quyền địa phương đó, rồi họp dân ở trong khu phố đó lại kết án hai cô con gái này. Thì đó là cái chuyện của thế gian. Cả thế gian là trong Phật pháp đều ca ngợi người con có hiếu với cha mẹ. Thì như vậy quý vị học được cái đạo lý của nhà Phật, quý vị
không bất hiếu với cha mẹ lúc cha mẹ còn sanh tiền, khi cha mẹ quý vị chết, quý vị làm trai bố thí, lo tu hành giới giới đức trang nghiêm. Chính cái việc tu hành của quý vị là trả hiếu cho cha mẹ. Bởi vì sao? Không phải mình chỉ bỏ tiền ra mình cúng mình cứu được cha mẹ đâu, không phải đâu, mà cái bản thân của mình phải gì? Phải có giới đức, phải tu hành, chứ không phải là mình bỏ tiền ra mình cúng. Có cái câu chuyện là thì một hôm đó mẹ con mới tới nhà con, mẹ con mới chỉ vô mặt con, mẹ con mới nói cái bản mặt mày tao không có ưa, tao ghét mày từ hồi nhỏ rồi. Mà thầy biết không, lúc mà con còn nhỏ mà sáng con đi học mà mẹ con cho tiền, bà nhéo con cùng mình mới nhỏ. Cho nên bà qua bà nói cái bắn mặt mày tao không có được. Mà bố mày chết á, về kêu tao nó không chia tài sản cho mày đó, là ổng lấy cái đầu tao. Cho nên bây giờ tao chia cho mày 200 mét đất thổ cư. Cô mới nói thì má cho thì con nhận, má không cho thì thôi, chứ con cũng có nói với chồng con là mình có tay có chân mình làm mình ăn, chứ hơi đâu mình đợi cái chuyện đó thôi. Má không cho thì thôi, má cho thì con nhận, chứ con không có phụ lòng má. Xong cái chuyện đất cát rồi thì cách đó 2 tháng sau má con mới qua nhà con sớm lắm, thưa thầy, tụi vợ chồng ngủ chưa dậy, bà gõ cửa bà kêu. Bà mới nói con ơi, má nói lỡ rồi. Bố con về nói với má đó, con chung như bà chứ không phải con ông con bà, tại sao bà nói với con là cái bản mặt mà ta không ưa. Bà chấm dứt không được nói nữa, bà nói nữa cái đầu bà không yên với tôi đâu. Bây giờ má qua má nói với con, tốn bao nhiêu tiền má cũng ra hết, miễn làm sao bố con lên thiên đường. Má sợ quá con ơi. Cô ấy hỏi thầy có giúp đỡ cho ba con lên thiên đường được không? Tôi nói theo đạo Phật, tu thập thiện mới sanh thiên. Tu ngũ giới được làm người mà tu thập thiện sanh thiên, chứ không tu làm sao lên thiên đường. Phật có không ăn hối lộ đâu. Bao nhiêu tiền bao chứ thầy không làm được việc đó. Cô ấy nói rồi cô còn nói là con kể chuyện đó thầy đi giảng, thầy kể cho Phật tử thầy nghe, con chịu trách nhiệm. À, nói rồi mà còn dặn thầy đi giảng, kể cho Phật tử nghe, thì bữa nay tôi kể cho quý vị nghe. Cô ấy chịu trách nhiệm, tôi không chịu trách nhiệm. Ai có hỏi tôi điện thoại lên, tôi nói tôi kể chùa Pháp Thường đó. Nói mà còn dặn thầy đi giảng, thầy kể cho người ta nghe. Như vậy, nếu chúng ta sống ở cuộc đời này, chúng ta không nhờ Phật Pháp, chúng ta không may mắn gần gũi với Tam Bảo, thì cái tài sản của chúng ta tạo nên đó chắc chắn nó sẽ tan theo mây khói, và năm nhà đó nó dành nhau nó chia. Thì bây giờ chúng ta đến với Phật Pháp, chúng ta có cái tâm, chúng ta có cái đức, chúng ta có cái hạnh, chúng ta có cái công năng tu tập, thì chính những cái đó là cái tài sản vô giá mà đời nào kiếp nào chúng ta xài cũng không hết. Nếu bây giờ quý vị tạo được cái công đức, thì cái công đức này quý vị mang theo đến cái thế giới nào, cái quốc độ nào, cái công đức này cứ không mất. Còn tài sản của thế gian, năm nhà nó dành nhau nó chia. Bây giờ tôi nói cái phần thứ ba để mà phụ họa cho cái tài sản vô giá đó là sự cúng dường Tam Bảo. Thế thì cúng dường Tam Bảo thì đa phần đó là Phật tử phải đòi hỏi nhà chùa biên cái phương danh Phật tử cúng dường treo lên. Đa số là vậy. Chứ còn một thiểu số thì thôi âm thầm cúng không cho biết. Còn riêng tôi đó thì tôi có một cái bệnh
Mà cái bệnh tôi cũng kỳ cục lắm. Ai cúng thì tôi nhận, mà biểu tôi biên là tôi không có biên phương danh. Ở các chùa tôi không có biên phương danh, ai cúng là tôi nhận hết. Bởi vì sao? Đức Phật dạy tam luân không tịch, thì sự cúng dường phải đủ tam luân. Một là cái người mình cúng, thứ hai là cái đồng tiền của mình cúng, cái vật chất mình cúng, thứ ba là cái chỗ mình cúng. Ba cái chỗ này gọi là tam luân, phải thanh thanh tịnh. Mà nếu như mình cúng mà mình thấy rằng cái của mình, cái tiền tài sản của mình lớn quá, mình cần nêu lên cho thiên hạ họ thấy nè. Như vậy là cái người phát tâm cúng 100 triệu với cái người phát tâm cúng 20 ngàn là phát tâm thì công đức bằng nhau. Nếu phát tâm thì 20 ngàn với 100 triệu bằng nhau. Còn đứng về mặt thế gian thì thầy trụ trì biên cái phương danh Phật tử cúng dường phải biên cái người cúng 100 triệu ở trên, cái bà 20 ngàn để dưới, chứ có bao giờ 20 ngàn để trên đâu. Ngày xưa có một cô gái đó nghèo, đi làm thuê làm mướn, chỉ có một chỉ vàng thôi, đem đến cúng dường cho một ngôi chùa. Hòa thượng trụ trì mặc đại phục ra tiếp nhận cái lễ đó và thắp hương đánh chuông cho cô gái đó lễ Phật rất là trang trọng, một chỉ vàng. 20 năm sau cô gái này được tuyển vào làm thứ phi của triều đình. Bà trở về bà cúng 200 lượng vàng. Hòa thượng trụ trì không tiếp, để điều có cái chốt ra tiếp thắp nhang đánh chuông cho bà thứ phi đó lại. Bà thứ phi lại, nhưng mà trong lòng của bà rất là bực bội và có suy nghĩ rằng Hòa thượng trụ trì khinh miệt mình. Mình là thứ phi mà sao không ngày không ra tiếp. Sau đó bà nói với Điệu, Điệu vào thưa lại với Hòa thượng trụ trì: hôm nay có bà thứ phi của triều đình đến cúng dường, mà số vàng đến 200 lượng đấy nè, mời Hòa thượng ra nhận. Hòa thượng đích thân và thượng ra, bà nói nặng lời lắm. Bà nói với Hòa thượng nặng lời lắm. Hòa thượng để cho cái bà thứ phi này nói hết. Hòa thượng mới nói: tôi biết cái việc làm của tôi bà không hài lòng, nhưng nếu tôi không làm thì tôi trái lời của Phật. Cho nên bà suy nghĩ lại, 20 năm trước bà là một cô gái quê nhà nghèo, làm lụng đổ mồ hôi xót mắt mua được một chỉ vàng đem cúng dường cho Phật lớn lắm. Lớn ở chỗ nào? Là công lao của cô, mồ hôi nước mắt của cô, tự bản thân của cô tạo ra. Tôi cho là cái đó là lớn. Còn ngày hôm nay cô làm thứ phi của triều đình, cô trở về đây 200 lượng hoặc 500 đục ngàn lượng, tài sản của quốc dân đâu phải là của cô. Cho nên tôi không tiếp. Không phải của cô cho tôi không tiếp. Bây giờ bà thứ phi đó mới thức tỉnh, biết rằng cái bài học đó Hòa thượng muốn dạy mình, chứ không phải Hòa thượng là cái người khinh miệt. Đà. Thế thì chúng ta thấy rằng sự phát tâm, thì người phát tâm cúng nhiều tiền và cái người phát tâm cúng ít tiền mà phát tâm thì cái công đức nó bằng nhau. Còn đứng về mặt thế gian vật chất thì người có tiền nhiều, người có tiền ít, hai cái này xã hội người ta đánh giá có khác. Nhưng mà về Phật Pháp thì phát tâm 10 đồng, 1.000 đồng bằng nhau. Hiếu thảo với cha mẹ cũng như vậy.
Đứa con giàu nó có hiếu, mỗi khi giỗ chạp nó về nó chở cả xe, bà con dòng họ túa ra ngoài, đứa người thì bồng con, đứa thì bưng bệ cái này lùm xùm làng sàng vì nó nhiều tiền quá. Ai cũng mừng, ai cũng vỗ tay. Còn cái đứa con nó nghèo, nó có nảy chuối, nó bắt được con cua, con cá gì, nó bỏ trong cái giỏ, nó xách về thì ai tiếp nó cho đó. Nó phải chung cái cửa sau nó vô, chứ đi cửa trước cũng không dám đi cửa trước. Mà cả nhà cũng không ai tiếp, vì nó nghèo quá mà. Nhưng nó cũng có hiếu chứ. Cái đứa con nghèo cũng có hiếu chứ, đứa con giàu nó cũng có hiếu chứ. Như vậy là cái tâm hiếu này giữa giàu nghèo bằng nhau, nhưng mà đứng về mặt chất thế gian, ta trọng cái giàu đó mà ta coi thường cái nghèo. Đạo Phật nói cái chỗ đó, chứ thế gian nói không được đâu. Thế gian nói chỗ đó không được, mà Phật Pháp nói chỗ đó được. Vì vậy cho nên cúng dường Tam Bảo là phải tam luân không tịch. Tôi nhớ cái năm đó tôi về lãnh cái nhiệm sở ở miền Trung, thì tối đầu cái đêm đầu tiên hết tôi lên tôi lạy Phật, thì ngay cái bàn Phật ngay chính giữa có một cái miếng đồng bề dài đó khoảng 2 tấc, bề ngang khoảng 1,5 tấc gắn vô trong cái bàn Phật. Cái bàn Phật đó bằng cây cẩm lai, nhiều tiền lắm, có giá trị lắm. Thì cái nội dung trong cái bản đồng đó đây là: ông tên gì đó, pháp danh gì đó, bao nhiêu tuổi đó, bà tên gì đó, pháp danh gì đó, cúng dường. Đại khái vậy. Thì ai cũng tới đó cũng biết là cái bàn này là của ông bà đó, Phật tử đó, ai cũng biết hết. Sáng hôm sau tôi nói với mấy chú lên lấy tu vít cạy cái miếng đồng đó ra, tụi con mang xuống dưới phố đó, nhờ thợ nó làm cũng bằng cái miếng đồng đó, nhưng mà khắc cái chữ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tụi con gắn lại đó cho thầy. Thì vợ chồng ông đạo hữu này mới nghe cái tin là tôi gỡ cái bản đó, hai ông bà lên nói nặng lắm. Giờ tôi không lặp lại cái lời đó được, nói nặng, khinh bỉ nói nặng. Tôi để cho hai ông bà nói, cho ta hả dạ cái đã, chứ mình ngăn nó nguy hiểm. Cái dòng nước nó chảy mà mình để cho nó chảy chứ mình ngăn lại nó nguy hiểm, tức nước bẻ bờ. Nói xong hết rồi, chắc cũng hết hơi rồi. Ông nói hơi, bà nói hơi, hết hơi rồi. Tôi để êm, tôi nói: anh chị quy Tam Bảo được bao nhiêu năm? Nói: vợ chồng tôi quy hồi 14 tuổi, năm nay 50 mấy tuổi rồi. Như vậy lâu lắm mà chưa thắm tương trao, chưa thắm. Quy thì cái thời gian lâu lắm mà chưa thắm tương trao. Ông chồng hỏi: chứ thắm tương trao là sao? Tôi nói: anh chị muốn nghe không? Tôi nói, còn không muốn nghe thôi. Muốn nghe thắm tương trao không? Nghe. Tôi về tôi nhậm nhiệm sở chiều hôm qua, thì tối tôi lên y áo tôi lên tôi lạy Phật, tôi thấy là cái tấm bản đồng để trên cái bàn đó là có anh chị đó. Tôi không dám lại. Nếu tôi lại anh chị chứ tôi lại ai? Tôi đâu dám lại, tôi xá tôi xuống à. Cái tâm tôi thì muốn lại Phật, mà tôi thấy cái bản này tôi không dám lại. Nếu anh chị là cư sĩ, tôi là một vị tỳ kheo, tôi lại anh chị thì anh chị tính sao? Dám ngồi đó cho tôi lại không? Nói: trời ơi sao dám. Cho nên tôi gỡ cái tấm bản đó, tôi thương anh chị, chứ tôi không có cái tâm gì hết. Cho nên tôi mới bảo quý chú trong chùa tôi gỡ cái tấm bản đồng, cái tấm đồng đó đem xuống phố làm y lại, mà đục cái chữ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên mỗi đêm tôi lên tôi lại Phật, cho tôi không lại anh với chị. Vỗ tay đấy. Quay quá cái quên. Đúng không? Cho nên tôi thương anh chị, tôi mới ra lệnh cho mấy chú tôi gỡ cái bản đồng đó ra, rồi làm y lại đó, đục
cái chữ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên mỗi đêm tôi lên tôi lại là tôi lại Phật cho anh chị có phước. Còn anh chị ngồi đó mà tôi lại thì tiêu anh chị tôi tiêu luôn. Vậy mới thấm tương, tương trao. Đó là thấm tương trao. Ở đời nó nhiều chuyện lắm quý vị, không biết bao nhiêu cho hết. Là kể cái chuyện gần nhất quý vị nghe nha. Hôm nay có nhiều chuyện mới lắm mà chưa kể. Là cái bà già này ở quận 8, bà mới bao taxi bà ra ngoài thành phố Vũng Tàu, bà kiếm cái chùa tôi từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều mới gặp được cái chùa. Với chùa tôi là chùa cây dương, bà hỏi chùa cây đa cho người ta không biết. Chùa tôi có biệt hiệu là chùa cây dương, bởi vì có mấy cây dương tôi làm chùa tôi sợ nó ngã, nó sập chùa tôi xin tôi đốn. Bây giờ hết, không có cây dương này hết. Bà hỏi chùa cây đa người ta không biết. Bà gặp tôi bà nói thưa thầy, gia đình tôi đó từ nhỏ đến lớn con cái vợ chồng tôi không bao giờ bước tới cửa chùa, đừng có nói vô chùa, cái cổng chùa cũng chưa bước tới nữa. Năm nay tôi 76 tuổi mà chưa có bước tới cái cổng chùa. Thế thì cháu ngoại tôi bên Mỹ nó giận cha mẹ nó uống 20 viên thuốc ngủ nó chết. Mà khi mà cha mẹ nó phát hiện chở vào bệnh viện, nó có một ngày một đêm mà tốn 37.000 đô la. Nó chết rồi làm đám 15.000 nữa. Nghèo. Con nó hư, cha mẹ nghèo. Thì cách đây ba đêm liền chứ không phải là một đêm. Nó về nó nói ngoại ơi, ngoại ra Vũng Tàu ngoại tìm sư ông giác hạnh cứu con. Tôi bao xe tôi ra tôi kiếm thầy hồi trưa tới giờ đói bụng quá trời mà chưa gặp. Bà đưa cái hình cho tôi. Tôi nói thôi bà nói tên họ cháu đi, rồi tuổi tác rồi ngày chết. Tối tôi niệm Phật tôi chú nguyện cho cháu nó vậy thôi. Nó cũng có cái duyên đó, nó về nó kêu với tôi với nó đâu có bà con dòng họ vậy đó, bên Mỹ mà. Chắc cũng có cái duyên gì đó. Rồi bà đưa cái hình đó, tôi mới lấy viết tôi ghi Chu Thị Mỹ Linh, 19 tuổi chết ngày tháng cách đây 3 tuần lễ. Thôi bà đi về, ra xe bà đi về. Thì thôi mình ở chùa thì có cái việc gì phước mình cứ làm, đâu có nệ hà gì. Thì bà đưa cái hình vậy. Rồi thì tối nào cái giờ tôi niệm Phật tôi cũng cuối cùng hết là hồi hướng. Tôi cũng chú nguyện cho Hương Linh Chu Thị Mỹ Linh 19 tuổi. Vậy thôi. Ba ngày sau bà trở lại, bà ngồi bà chờ tôi đi dự lễ trai tăng tôi về. Bà mới vô bà nói thưa thầy, tôi hỏi chứ bà ra tìm tôi có chuyện gì nữa. Bà nói hồi hôm này đó cháu ngoại tôi nó về, nó nói bà ngoại ơi, không phải đem cái tên nó gửi đó không mà ra cúng dường cho sư ông. Bà mới lấy cái bao thơ rồi bà bỏ tiền bà đưa cho tôi, bà hỏi nhiêu đó đủ chưa. Cái đó mới đặc biệt kể quý vị nghe đó. Thiệt ra tôi thấy bà tôi thương vô cùng. Bà nói cái câu đó tôi xuống nước mắt rồi. Bởi vì nhỏ lớn chưa bước chân tới chùa biết cúng dường là cái gì, cho nên đưa cái tiền đó mà hỏi đủ chưa. Tôi hỏi trong cái đãi của bà còn nhiều ít. Bà nói còn đủ tiền về xe. Hết rồi. Đó là cái chuyện đặc biệt. Đặc biệt. Và một lần nữa thì cái bà này là đệ tử của Hòa Thượng Giảng Đức và ở bên Pháp. Bà điện về bà nói với tôi đó, dòng họ tôi tàn ác lắm. Tôi hỏi chứ chuyện gì cái bà bêu xấu dòng họ bà. Thằng con tôi nó chết 2 tuổi tôi chôn nó trên Củ Chi đó. Bữa nay trên đó người ta giải tỏa.
Thì em tôi mới điện qua nó hỏi như vậy bây giờ sao. Tôi nói thì tôi gửi tiền về cho cậu cải táng cho cháu, làm ơn làm phước dụng chút. Nó đào thằng nhỏ lên, nó nói xương mục hết rồi, nó đập, nó lấy cái chai bia nó đập nhỏ nhỏ, nó bỏ xuống sông. Thằng con tôi nó nhập về tôi, nó nói nó không có chỗ ở, đập đầu nó bỏ dưới sông, nó thầy coi coi tàn ác không. Rồi khóc. Tôi nói thôi nín đi, tôi chữa cháy cho bà, nói tên họ của cháu đi, ngày chết rồi ba mấy năm rồi còn gì nữa. Bà nói xong rồi tôi mới làm lễ quy linh cho nó, tôi đặt pháp danh cho nó đàng hoàng. Thì hôm đó bà ở bên Pháp, bà đi đám cưới, thì nó nhập vô bà, thì con bà nó mới kể lại. Nó nói mẹ ơi, con có tên Phật rồi, con về ở với sư phụ. Bà mừng quá, bà điện bà hỏi tôi đúng, tôi nói đúng. Bây giờ con gửi tiền về cho thầy, thầy làm trai tăng thì cúng dường cho, hồi hướng cho nó chút. Bà gửi về 1.000 đô, tôi 2 phần, em bà 1 phần, tôi được 10 triệu, em bà 5 triệu cúng trai tăng xong. Thì cái bữa làm lễ đó, cậu nó ra mới nói rằng thằng nhỏ nó linh quá, tiền của má nó thôi bây giờ tôi giao cho thầy làm gì làm cho tôi không dám nhận. Anh đưa 5 triệu cho tôi mới cầm trên tay, tôi nói cái tiền này cậu con đưa cho thầy, thầy làm chùa thầy hồi hướng cho con nha, còn cái tiền mà mẹ con gửi về cúng trai tăng thầy cúng xong hết, coi như là xong. Nó về nó nhập với bà, nó nói mẹ sư phụ con cực với con lắm mà mẹ không có cho tiền sư phụ. Bà mới điện về bà hỏi chứ nó nói vậy nghĩa là sao, tôi gửi về tiền đàng hoàng, nó nói không có tiền là sao. Tôi nói bà đâu có cho tôi. Tiền cúng trai tăng, tiền của cậu nó tôi làm chùa, bà đâu có cho tôi cắt nạo đâu, bà phải gửi tiền bà cho thầy mấy em. Có mấy đệ tử vậy cũng đỡ. Biết kêu bà ngoại nó về cúng dường cho sư ông, kêu má nó cho thầy. Cho nên ấy, cái gia đình của bà đó là người Tàu. Cho nên hồi tôi ở Huệ Nghiêm ấy, tôi mới ghé chùa Tuyền Lâm, bởi vì thầy Trí Hải học chung với tôi một lớp. Rồi cái ngày Chủ Nhật rồi đó, về chùa Tuyền Lâm đó thăm chơi, rồi cũng có bánh trái đồ thầy cho ăn. Thì cái ông ba Tàu ổng chở vô 1 bao đậu xanh, 1 bao đường cát ở quận 6 đó mà. Thì ông ba Tàu ổng nói với thầy đi hòa thượng trụ trì ra, cái này là ngộ biếu cho chùa, còn cái nào mà ngộ cúng là ngộ mang về hết. Mà Tàu nói vậy đó quý vị, cúng rồi là bưng về hết cho con cháu ăn cho mạnh giỏi, còn cái gì cho là cho, 1 bao đậu xanh cũng cho, 1 bao đường cát cũng cho, mà có dĩa gì bưng về hết. Người Tàu họ làm đặc biệt, cho nên cái thằng nhỏ này nó là người Tàu, cho nên cái nào cúng thì cúng, còn cho thì cho. Má nó chưa cho cho nó kêu má nó phải cho tiền tôi. Thì hết giờ thì xin thưa với quý vị là cuối tháng này tôi đi hoằng pháp ở Úc Châu, đi tới Vía Di Đà tôi mới